Sáng nay bất chờ có đất mà. Thì tôi cũng đã phải đến Tokyo. Thật ra là đây là ga Shinkansen, còn phải đi một chặng nữa. Mệt mỏi chưa? Cả ngày trời không đẹp mà giờ lại nắng nên đẹp rồi nhỉ. Nào mình cứ nhặt ra là mình cũng đẹp ta. Đây là quán hai, the second restaurant in the day. Cái quán này hay là mua đấy. Ở Sài Gòn rồi. Kinh đáo. We can kiss. Right. Đồ ăn tới bọn mình cắm vào ăn luôn. Thích đi, it's okay. Ngày nắng sáng đồ ăn đẹp. Nào, quán bán đồ ăn là thế. I don't know why. Food was so good. Boss, boss. Ani. Boss, boss, boss. Korean. Boss. Maso. Buồn ngủ, we so sleepy. Oh, you're good. Good? Good. Nhìn này. The chocolate cream. But it's sweet. Yes. I don't want sweet. Nako kushe, rivals and oh. Chibik chibik. Maybe just a small thing. Finally, I decided to eat it. Let's go. Oh, that's a lot. Oh, trông tả tôi giữ sổ. Đi chơi mà không chơi được thì hai đứa quá. Nem mười. Quá là buồn ngủ. Quá là nem mười. Nem mười. Các bạn không biết là bên ngoài gió nó thổi mà muốn bay cả người, muốn hiểu sao gió to thế luôn. Không đuối như cá chuối, chỉ đi ăn thôi đi về, hứa không đi đâu chơi. Ngày đầu tiên ở Tokyo chỉ dậy từ lúc 5 giờ mấy sáng cho đến 5 giờ chiều tôi mới đến đây được, vì tôi bị lạc đường, bị đi tàu xe rồi có rất nhiều chuyện xảy ra. Xong qua mua này, cái này là miso soup. À quên, good morning mọi người. This is miso soup của Sae. Bread. Snack. I thought it noodle. It smells so good. I will buy it later. Mà thôi, thôi mình sẽ cứ để
Ba hai phút đi. Sao vậy? How to use it? Ah, no, this is minutes. Yes. Minutes. Ah, yeah, yeah. Start. Này là tuna. Bạn này là gái Nhật mà. Ăn đúng kiểu sáng ăn miso soup xong ăn cơm cuộn. Mình thấy cái gì lạ lạ mình ăn thử này nhá. Hôm qua thì mình mua này siêu ngon. Jasmine cha. In Japanese. Jasmine cha. Jasmine cha. Hiểu. Do you want to try? Buổi sáng uống trà giống như uống trà đá ở vỉa hè đấy. Sao vậy? Oishii. Oishii. Bọn mình gặp nhau ở Hàn Quốc là học tiếng Hàn với nhau, thỉnh thoảng bọn mình mix thế này, mix tiếng Hàn, tiếng Anh xong một vài từ tiếng Nhật. Kiểu mình thích bạn mình dạy ấy. Vài từ tiếng Nhật nó cũng dễ nữa. Kiểu oishii, daijoubu. Nói chung là nói đủ thứ tiếng ấy, buồn cười. Thỉnh thoảng dạy tiếng Việt nữa. Và con gái Nhật công nhận nói tiếng Việt nhìn kiểu nghe kiểu dễ thương ấy chưa. When you try to speak Vietnamese, you cute. Kawaii. You cute. You cute. Đúng chưa? Hồn tôn ní? Hồn tôn ní? Mọi người nghe nước ngoài ở cái đường này. Hôm nay trời rất nắng, trong xanh. Wow, sao hề? Trời ơi, con đang nắng kim đồ. Cái này xinh quá. Trời ơi, con khá ngọt bởi. Đây là kiểu Nhật. Which one? What do you like? What do you like the best? I like the white or red or really really red. Hindro. Maybe this one. Again. Okay, side board. Mặc xong rồi này, chờ làm tóc. Sao thử một kimono thì bọn mình đi ra là một cà phê Starbucks ở Nhật thì ôi, mùa sakura đến rồi này. Tháng 2 thôi, trời ơi. Cái của mình là cái sakura. Sakura là cái tháng hot nhất luôn ý. Trời ơi, xinh xịt. Mình bỏ ít đường trên. Wedding kimono, pink sakura. Ở chị thay ô. Mình sẽ đi à? Temple. Is that that one? So crowded. Look.
Hôm nãy có mấy người Tây xin chụp ảnh, mình bảo mình đâu phải người Nhật đâu. Tại vì là ở Hàn quen dùng thẻ rồi, cái đi đâu cũng không có tiền mặt, xong tự dưng sang đây quên luôn mất tiêu. Phải ăn thử. Và tiệm này có dùng thẻ rồi. I like the half face of Ari. Nhưng mà nắng quá, nắng quá. Okay, this is the first time wearing real kimono in Japan. Được làm tóc ở đấy. Và bên trong thì dĩ nhiên là trời lạnh nên mình có mặc cái giữ nhiệt, nhưng mà lúc chụp ảnh là phải kéo lên đây nè. Kimono này thì không thể tự mặc được mà phải có người mặc cho, ở đó rất là dễ luôn. Cái này có thể bỏ. À, I get so. Chính chắc. Cái này chạy cũng được, cũng không bị, không sợ ngã. So comfortable. Đi cái này cảm giác tại sao mà trong phim thấy người ta cứ chạy chạy kiểu như này rồi. Tiền thuê thì mình không nhớ chính xác, nhưng mà là 6.000 yên cho hai người, là chỉ bao gồm kimono bình thường. Cái này là thuê thêm là 500 yên, cái túi 500 yên, cái này cũng 500 yên thì phải. Rồi gì nữa không nhớ, nhưng mà hai đứa tầm khoảng 16.000 yên, 16.000 hơn yên gì đấy, tính là khá đắt đấy, tính là tầm khoảng 3.2 triệu tiền Việt lận. Cái dịch vụ đấy họ làm rất là cẩn thận, nhanh và làm tóc, họ có làm tóc và mặc kimono cho mình và rất là đông luôn ý. Rất là ở đây thì sẽ mọi người chụp ảnh ở đền các thứ nhiều. Nói rồi đã tìm đồ ăn, không thể từ chối được cái sự hấp dẫn này. Nhìn sao? How long can you sit like this? Okay. I will challenge myself. How can like? Let's see. Can we eat food and sit like this? I think I want this. Oh.